tình hình là điểm bên kia bị bể đầu các bạn ơi, nên là anh em đi qua bên đây giật cá điều hồng con. Điểm này cũng điểm cũ thôi, nhưng mà điểm kia tính đi săn hàng nhưng mà bể đầu nên qua đây giật cho nó đỡ mớm. Bây giờ cũng nước cạn rồi. Đây, các bạn thấy nước cạn ghê không? Anh em mới câu cần 4,5 m trong một cái ụ như thế này nè. Ngoài kia là ngoài sông ngoài bè các bạn, mình vô cái ụ này nó cạn nè, giật cho nó đỡ buồn các bạn ơi. Tưởng nó mắc lưỡi chứ gì cũng tiêu rồi. Rồi chỉ mưa quá tí, phía sau này là người ta nuôi cá điêu hồng nè các bạn, cái hồng bột nè người ta đem ra bè. Chỉ mưa quá tí, chỉ mưa rồi giật quỵ dăm ba con rồi đi về. Gấp giờ rồi đấy. Đuôi luôn. Điều não ấy không? Lâm mày luôn.
rồi. Ủa, còn. Bộ má. Đậu được mà. Đó mà nó bự. Rồi. Đốt liền. Kịp rồi. Ghê rồi, tụi biết ghê chưa? Gì không? Giật lên luôn lại gì, nó sượn lại chi vậy? Em giật con mà nó sượn lại. Nước cũng lẹ chứ ta. Tắp luôn. Kia hay nằm yên. Mới rồi. Ê, như hồng mới. Hay quá. Gì vậy? Dẫn. Xa quá, xa vậy. Không rớt, còn hết đó. Không sao phải không? Bắt đi, nó rớt. Nó xuống cái lỗ luôn rồi. Mà nó không rớt ra ngoài được. Ủa? Cá bự. Nó nằm đâu có lỗ đó. Nó đâu có chạy xuống đâu. Xuống luôn rồi. Nó còn em thấy nào? Không. Ai là muốn luôn. Mà nó muốn đã kìa. Nó chưa thấy. Nó lụm bằng nè. Thôi bây giờ mình cho các bạn coi thành quả câu nãy giờ các bạn. Hồi nãy mưa quá trời luôn, mưa lớn lắm các bạn, nên là mình chạy về luôn, mình không có quay cái cá các bạn. Về nhà mới quay cho bạn nè. Được nhiêu đây các bạn ơi? Đây các bạn, thì hôm nay được nhiêu đây? Được thao các bạn ơi, chắc được 2 kg á. Mưa quá mưa các bạn ơi. Nè bây giờ còn mưa luôn bạn, mưa lớn nữa đó các bạn, thấy không, nước không à. Ok rồi, cảm ơn các bạn xem clip nha. Nếu các bạn thích thì các bạn nhớ vào kênh like, chia sẻ clip ủng hộ mình. Nếu bạn nào cần bày mồi thì các bạn cứ lên kênh xem nha các bạn. Hoặc là các bạn muốn điểm câu thì các bạn cứ inbox ở dưới clip thì mình sẽ chỉ cho các bạn những câu. Tại tên kênh Nhật Ký Thủ của mình có nhiều là cái điểm câu đó, nước cạn nước rộng gì các bạn chơi cũng được hết. Nè, cá bự bự, con điêu hồng bự bự các bạn, goofy nữa nè, thả chưa các bạn. Thôi chào tạm biệt các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn dưới clip sau.